con tình đời vui hạnh phúc này. Xin hát về nước đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, mây mùa không ngủ. Ok nhá, hello các bác, xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn, cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio các bác nhá. Đấy, trong buổi ngày hôm nay thì cửa hàng bên em đi thi công một bộ karaoke, nó cũng rơi vào tầm hơn 100 triệu. Đấy, nó cũng phải là nói với các bác rằng là những cái sản phẩm này nó rất là hiệu quả và tốt. Thì đây là một cái phòng karaoke gia đình các bác nhá. Đấy, phòng karaoke gia đình. Và ở đây thì bác chủ chơi cũng khá là chất các bác nhá. Đấy, ở đây thì chắc bác chủ chơi khá là khét luôn. Đó, hơn 100 triệu mà các bác chỉ biết rằng là nó chỉ có một đôi loa audio, đôi loa Adamson này thôi này. Adamson các bác nhá. Đấy. Một đồng bộ của DA Acoustic này. Đó, mic KV1000 này. Vang DAK2000 này. Đó, còn một con đẩy D1000 nhá. 1000W một kênh, 4 kênh và một con quản lý nguồn của DA luôn này. Ok cho anh em. Đấy, một con sub JBL PRX 400 anh em để xem này. Đó. Đây là loa Adamson này. Thì cái cấu hình này thì cho lại chúng ta cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Đấy, nói về loa Adamson thì nó là một cái hãng rất là khủng khiếp rồi, đúng không? Và anh em mình chúng ta thì đối với dòng loa Adamson thì nó tái tạo âm thanh cực kỳ tốt và chất lượng âm thanh thì nó cực kỳ hay. Nhưng mà nó cũng rất là cao tiền nên là chúng ta nhiều khi là cũng khó để tiếp cận. Đó các bác nhá. Thì cũng có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nữa để cho anh em có thể sử dụng ở đây. Thì bác chủ không thích treo loa nhá, nên là sẽ là để chân loa, nhưng mà chân loa chưa xong nên là chúng ta sẽ để tạm cái ấy ở đây. Bây giờ em sẽ lắp tivi lên này. Đó, đấu âm thanh vào này. Và như nào các bác nhá? Và sẽ test thử cho anh em. Thì bây giờ em sẽ đấu xong nhá. Thì bây giờ em mời tất cả anh em chúng ta có thể là nghe thử âm thanh ở đây. Đấy, và sau đấy là anh em mà có cái nhu cầu thì chúng ta lắp những cái phòng âm thanh thế này này, hoặc là những bộ karaoke gia đình này, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng bên em 2 Audio các bác nhé. Đấy, tí nữa đây bây giờ em sẽ lắp vào và bắt đầu là thi công và mời các bác có thể là chiêm ngưỡng. Đây, mời các bác nhé. Bây giờ là đến cái giai đoạn quan trọng nhất. Thì làm gần xong rồi. Để em test thử cho. Mấy cái dây nào dây nào anh không cần, anh quấn lại chứ. Ok. Thôi thi công nhau. Ẩn số bên trong hãy dùng hết đi. Mời tất cả các bác có thể nghe thử cái bộ dàn em hai vừa sẽ lắp xong các bác nhé. Tiếng là không có hút hít đâu anh em nhé, tiếng rất là hay luôn, rất là hay. Trăng ánh trăng khuya rồi, thức trắng căn cầu mà anh làm cô dâu. Người ta chắc chắn là thương, đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn nắng. Bàn tay anh lắm trai dần, làm sao lo lắng được
dục trong ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em bước qua cầu, ngày mang thương nhớ, ngày anh mãi sầu. Sao trời làm gió đẩy con thuyền sang bên người ta, dòng sông vắng người qua, duyên tình này cách trở trăm về. Đường em giờ chung lối với ai rồi anh khóc mừng em, tại số phận mình thôi. Làm chi thôi hết bên nhau rồi, cố gắng cho ai mãi mình. Rời tơ cắt đứt làm đôi, trôi nỗi kiếp thân nghèo lênh đênh, quẳng chân bay gánh u sầu, sầu cau đưa tới đời anh. Đây anh em nhá. Đấy, ok chưa? Tiếp thứ hai và cùng uống tí nữa các bạn nhá. Rồi làm hai đứa xa rời nhau, tương lai sao tóc xanh vai màu năm tháng, cả em ở bên ai rồi, đau đớn đau trong lòng. Trời làm gió đẩy con thuyền sang bên người ta, dòng sông vắng người qua, duyên tình này cách trở trăm bề. Đường em giờ chung lối với ai rồi anh khóc mừng em, tại số phận mình tôi đến rồi đi sao vỡ buồn làm chi. Tôi hết bên nhau rồi, cố gắng cho ai mãi mình cô đơn. Sợi tơ cắt đứt làm đôi, đôi nỗi kiếp thân nghèo lênh đênh, quẳng chân vai gánh ô sầu, dầu cau đưa tới đời anh mất người. Quẳng trên vai gánh ô sầu, dầu cau đưa tới đời anh mất người. Ok anh em nhá, đây bây giờ thì em hai cũng setup xong rồi. Đó các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, phòng rất là đẹp luôn. Và đây thì khuôn viên nó chỉ có một đôi loa Adamson và một cái sub của JBL thôi các bác nhé. Đó, một đồng bộ của DL Acoustic. Ok cho anh em. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhé. Này em hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác có nhu cầu thì liên hệ đến số điện thoại em hay để ở trên đầu màn hình các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Bye bye.